Rồi khi nào chị nghỉ? Ngày mai nghỉ. Rồi mùng mấy chị về? Mai về luôn hả? Chiều mai về luôn hả? Ngày đầu tiên mà mình bắt đầu quay bộ phim này thì rất là mình nhận cái cảm thôi là cảm thấy rất là hồi hộp, là tại vì các bạn người thân bạn đối với mình khi mà đầu tiên cảm nhận cái điểm này. Hàng bộ đâu thế? Làm ở trên sàn này. Đến cái ngày đầu tiên đang ngủ thì lúc đó lại đang nghịch điện thoại á, nói đâu ra? Ôi, chưa đâu gọi bố cũng gọi điện đi này. Lúc 6 giờ tối cháu mới ở chỗ chú Quang không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.